Kết quả xét nghiệm BCA chiều ngày 11 tháng 8, Trà Vinh có thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó huyện Cầu Ngang có 5 ca, huyện Trà Cú có 2 ca. 5 ca ở huyện Cầu Ngang có 4 ca ở ấp Nô Công, xã Thuận Quà và 1 ca ở ấp Nhất B, xã Mỹ Long Nam. 2 ca ở huyện Trà Cú có 1 ca ở khóm 3 thị trấn Trà Cú và 1 ca ở ấp Tắc Hố, xã Ngọc Biên. Tất cả các trường hợp dương tính trên đều đã cách ly tập trung trước đó. Hôm nay ngày 11 tháng 8, Trà Vinh có thêm 2-3 bệnh nhân được điều trị khỏi nâng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 125 trường hợp. Như vậy, tính đến chiều ngày 11 tháng 8, tỉnh Trà Vinh đã có 614 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 42 ca nhập cảnh, có 125 trường hợp được điều trị khỏi, có 5 trường hợp tử vong.